mai mốt anh sẽ làm vòng hoa đẹp hơn như vậy nữa để tặng cho em. Lúc đó em sẽ là cô dâu đẹp nhất. Đâu rồi? Cái gì vậy? Cậu muốn kiếm cái gì? Để cậu tự lấy cho. Cô dâu của con. Cô dâu nào? Ở đây làm gì có cô dâu. Có. Cô dâu đội vòng hoa đẹp lắm. Cái thằng ở xứ mình á, cô dâu làm gì có đội vòng hoa. Con nằm mơ phải không? Con thấy rõ ràng mà. Giờ con muốn thấy cô dâu phải không? Ngủ tiếp đi, rồi cái con nằm mơ thấy cô dâu liền hả? Cái gì nữa? Con ngủ lại không được. Vậy thôi con ráng chờ tới tối đi. Tối cái con ngủ say, con nằm mơ thấy cô dâu liền à. Mà tối lâu lắm. Vậy chứ giờ con muốn làm sao nè? Thôi để giờ con ráng ngủ lại. Ừ. Nằm xuống đi. Rau tôm nấu với ruột bầu, chồng trang vợ hấp, gật đầu khen ngon. Đình chỉ duyên em do tại ai vì ai, đời dễ đâu tranh.